mời thí sinh Mộng Thường. Trời ơi, em ơi, cô gái nào đây mà mặc cái áo dài thật lợn vậy? Em tưởng đâu Nhật Bản á chị. Ôi trời ơi, em thẹn đồ. Hư quá à. Nếu cho em có thể thay đổi một quyết định trong quá khứ, em sẽ thay đổi điều gì? Vì sao? Em cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Em không muốn thay đổi bất kỳ điều gì ở trong quá khứ em ạ. Tại vì cuộc sống hiện tại của em sẽ cố gắng viết tiếp cho tương lai. Mọi những điều quá khứ chỉ là nhắc lại những nỗi đau và tổn thương của em. Em không muốn là một kẻ luôn dậm chân tại chỗ và nhìn lại những niềm đau ấy. Khoảng 3 năm đổ lại đây thì bắt đầu em mới được sống chính cuộc đời của mình. Em chỉ mong ba em còn sống. Biết ba cũng có một người con gái rất là giỏi, cũng thương ba rất là nhiều. Và nó đã cố gắng rất là nhiều để chứng minh nó là một người rất là tốt và sống có ích cho xã hội này và không bao giờ bỏ cuộc. Bộ trang phục ngày hôm nay của em á, chị nhìn thấy hình ảnh này quen quá trời luôn. Quen lắm. Cái bộ này nè là bộ mà chị Giang đã từng diễn vedette cho show của anh Đỗ Long, một cái trang phục tương tự như vậy thôi. Thì có phải là em lấy hình ảnh của Hương Giang để mà đi thi ngày hôm nay không? Em chỉ lấy chị Hương Giang làm niềm tin cho em thôi ạ. Còn hình ảnh thì mọi thứ chúng ta cũng có thể học hỏi nhau rồi chị. Thông minh. Thông minh, để là thông minh đó. Rồi, duyên dáng nha. Mộng Thường là của Kiều Loan. Riêng anh là anh xây giá cho em. Không, đây là một cái nét đẹp rất châu Á rất nha. Rất châu Á. Nhưng mà chị có một cái câu hỏi này, tại vì chị đã từng gặp em trong một chương trình thực tế khác. Chị hơi thất vọng về em. Đó là khi mà chị yêu cầu em phải thoát ra khỏi cái hình tượng mềm mại nhẹ nhàng này để làm trở thành một hình tượng quyết liệt hơn, thì em hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu đó. Thì tại sao chúng tôi phải chọn em vào? Sẵn nhân đây thì những vấn đề chị vừa nói thì em cũng không biết khi nào có cơ hội nói là chị nghe những cái em xin lỗi chương trình thì em xin lỗi chương trình thì đợt đó thì có sự hiểu lầm ở đây à. Sơ suất và nghe lộn, chị bảo là em có diễn gắt được không, nhưng em nghe là diễn giống gắt được không là một cái người nào tên gắt, thật sự em không có biết, em tưởng nó là một model nổi tiếng nào bên nước ngoài thôi, nên em cũng lúng túng và em trả lời là không. Chứ thật sự để thay đổi, để hoàn thiện hơn ai cũng muốn. Vậy thì ngay lúc này nè, em diễn một cái thần thái nó khác hẳn như em bình thường, chị coi coi. Đó, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Không biết mày, đừng ngay hoang cười. Yes. Hai yes rồi. Còn lại là không biết nha. Giờ chạy ra lấy thí sinh vô đội luôn được. Khỏi đợi luôn. Em sợ mọi người đưa cờ lắm. Anh thì nãy giờ ngồi đây anh nói chuyện với chị Yến thì cũng đắn đo cái vụ đó thôi. Tại vì anh nói nếu mà em cứ bê cái nét này qua hết mấy vòng sau thì không làm được gì cả. Nhưng mà cơ bản về chuyên môn mà chị Yến nói là em làm được thì anh yes hay chị Yến? Chị thì chị rất thích cái cách ứng xử của em và cho thấy rằng em là một người rất là thông minh. Và chính vì như vậy chị sẽ say yes. Cảm ơn chị. Bây giờ như này, chị sẽ tài trợ cho em làm ngực số tiền là 100 triệu đồng. Em có sẵn sàng đi làm hay không? Dạ có, em cảm ơn chị. Chị muốn em có thể trở thành một beauty queen thực sự. Chị sẽ hỗ trợ cho em làm được điều đó vì chị thấy em có cái tiềm năng đó. Nhiều ạ. Con bé nó nữ hơn mình. Con bé nó nữ hơn mình. Em tự nhiên cảm thấy mệt nhiều quá. Bây giờ là thí sinh số 15, Mộng Thường. Xin kính chào bạn giám khảo, em tên là Mộng Thường, năm nay em 25 tuổi. 3, 2, 1, xin mời. Em là thí sinh đầu tiên nhận được 3 cái bảng của ba bà huấn luyện viên khó tính này đó. Mà chị còn có một slot thôi đó. Khoan chút khi mình tranh giành đó, cái mình hát nha. Happy birthday to you. Nghe quá. Happy birthday, happy birthday. Ngày hôm nay thì lời đầu tiên là chúc mừng sinh nhật em. Chị hy vọng rằng là cái ngày sinh nhật này sẽ là một ngày sinh nhật rất là ý nghĩa nhé. Em ơi, em ơi, em ơi, mang bí kíp gia truyền của chị ra đây nhanh lên. Nhanh lên. Mà em biết sao không? Của chị. Em sinh ngày 9 tháng 11 là cung gì? Cung bò cạp. Đúng rồi, đúng rồi. Let's go. Chị sinh ngày 14 tháng 11 là cung gì? Bò cạp. Ở đây có mấy con bò cạp luôn nha. Nói nha. Em hiểu không? Bây giờ chúc mừng sinh nhật xong rồi, giờ nhường lại tranh giành nè. Yo. Giới thiệu với mọi người, năm nay Thùy không có ăn chè đậu đen nữa. Mà Thùy ăn chè đậu. Ok.
mà đó. Em không mà em vẫn giữ sự điềm đạm. Cái này là không thể thiếu được khi mà chúng ta ăn chè. Một là chai nước, hai là cái tâm. Biết là sao không? Để biết sao em ăn chè đậu đỏ không? Bởi vì năm trước ăn chè đậu đen bị đen quá, quanh tim. Năm nay ăn chè đậu đỏ cho nó đỏ rực. Xong rồi hả? Trời ơi, xong chưa? Xong rồi đó, nhường xin không? Con bé, sáng tới đây mấy giờ? 7 giờ đúng không? Cái chè đó từ trưa đến bây giờ mà người tinh tế là không có đổ nước dừa vô chè. Không biết ngày mai là ai đứng lớp, tôi không có cho nghỉ giải lao đâu đó nha. Tự xử ăn cái chè đó đi nha. Không có biết đâu đó nha. Từ trưa đến giờ rồi đó mà để đổ nước dừa chung với chè luôn đó là nó thiều thiêu nha. Nó chài khai là nếu ngày mai chị đứng lớp thì chị không có cho nghỉ giải lao mà chạy đúng không nha. Trời ơi em nha. Sinh ra cái thùng đá để nó làm cái gì? Cái nhiệm vụ của thùng đá để làm gì? Thấy để trong một cái thùng thôi chứ không có cái nghe thùng nè, đá. Bây giờ là đang tranh giành thí sinh để rủ nhau đi ăn chè với lại hù dọa người ta. Không, em cuộc thi quan trọng là gì? Sức khỏe. Phải có sức khỏe mới đi đường dài. Quan trọng bây giờ bé nó chưa có ăn mà. Đúng. Mẹ các mentor yêu cầu hãy quay về chuyên môn để chiêu dụ thí sinh nè. Loan, nhanh cơ hội liền. Những cái sự lựa chọn trước đây của hai mentor này là Loan chưa bao giờ Loan động đến. Và đây là cái trường hợp đầu tiên mà Loan phải tranh giành món quà Loan dành cho bạn. Loan đã dành riêng cái khoảng thời gian đó để viết cho bạn một đoạn rap. Và Loan nghĩ là bạn là người duy nhất Loan viết cho bạn một đoạn rap và Loan thực sự mong muốn có bạn. Rapper lâu nay nha mọi người. Em tên em, người ta khôn, em là mộng thường. Ê, và tim Loan thì là chân ái. Yeah, đời lắm mộng đâu phải vô thường. Ê, điều quan trọng đấy là thần thái. Loan đã bị hấp dẫn bởi nét đẹp của bạn. Nó không phải là một nét đẹp đơn giản là một của Billy Queen, mà là nó một nét đẹp của một người đam mê nghệ thuật. Và bạn hâm mộ chị Giang vì sao? Vì chị Giang, bạn nhìn đi hình ảnh chị Giang đây không đơn thuần là một Miss nữa, mà là một người hoạt động trong nghệ thuật với cả gì là ca sĩ, là diễn viên, thành công trong kinh doanh. Trong ba người này thì ai là người đủ khả năng cho bạn cái cảm giác toàn diện nhất về nghệ thuật? Tự dưng khen em à? Chị thấy Loan được á. Khoan nè, bây giờ em nói là em tìm hiểu về bạn rồi đúng không? Em không nói tìm hiểu trước đây vì em không muốn để những cái tìm hiểu Facebook rồi chưa? Không, chưa luôn. Không. Cái hành trình của bạn bắt đầu với Loan từ đây trở về sau. Không quan tâm trước bạn là người như thế nào. Khoan nha. Và những cái tốt nhất và những cái đa dạng nhất về màu sắc của một nghệ thuật, Loan tự tin nói rằng Loan là người ở đây có đủ điều kiện nhất. Và cái hình ảnh bạn đang mong muốn về hình tượng là chị Giang, thì tại sao bạn không thử làm những cái mà nó toàn diện nhất về bạn? Em mong muốn là chị Giang thì liên quan đến em. Vì em là một người có đầy đủ những cái đủ bản gì? Nhạc. Âm nhạc con bé nó biết hát nha. Đúng rồi. Nhưng mà em chưa thắng mà. Chừng nào em thắng thì mới có cái chuyên môn để train cho người ta hát chứ. Bây giờ ví dụ mà Hương Giang làm mentor thì cái câu đó nó hợp lý. Em về Hương Giang để em hội tụ, em tỏa sáng là chị đồng ý nha. Còn bên đây thì dè lại xíu, suy nghĩ. Mình dè lại chứ mình đã nghe người ta nói, nó nói chưa. Trước khi mà mình muốn thuyết phục cái gì đó, một cái kỹ năng nào đó, mình phải có một cái gì đó chứng minh. Còn này mình mới tham gia một cái chương trình thôi, còn chưa có kết quả mà no. Em vậy là chị Tú chưa có theo dõi em rồi. Em chưa bao giờ thừa nhận mình là một người thành công trong âm nhạc. Nhưng mà những cái em cống hiến là những cái mà mọi người cảm nhận được. Em không yêu cầu ai phải chị, công nhận cả mà mọi người luôn. Sẽ người công nhận. Hoàng Thùy hát cũng rất là hay. Chị nói thiệt, cái này chị thừa nhận hát hay hơn chị. Còn hát Hoàng Loan thì chị chưa biết, phải lên hát chung chị mới biết được. Nhưng mà hát là Hoàng Thùy hát cũng hay nha. Một cái màu sắc đa dạng hơn bạn có thể có về cả diễn viên hay là những cái mảng. Nói chung là hát là một chuyện, nhưng diễn mà cái tư chị có làm diễn là viên là chị có đóng phim, chị có đóng phim. Đúng rồi, nhưng mà chị có duy nhất cái đó. Không, chị có duy nhất hát phim, chị có catwalk, chị cũng làm người mẫu. Thì hát thì mình không hát được, còn rap thì từ từ để chị tập. Đúng rồi, nhưng mà thời gian ở Miss Beauty Queen là một thời gian rất ngắn. Không phải bây giờ mình tập là có thể làm em được. Em ăn chè sao em ổn không? Em ăn chè nước dừa của em xong rồi em im rồi. Hát thì không đâu rồi. Em đã em không tích cúp lời. Để cho hai bạn có nói đã cái nư đi đã. Rồi xong hát rồi em mới nói. Rồi, nói đi. Rồi. Em cứ nhìn ba huấn luyện viên ở đây đi. Mỗi người đều có một cái cá tính riêng. Nhưng mà chị nghĩ rằng đâu đó chị có cái sự điềm tĩnh ở trong em ngay lúc này đây. Nếu mà em về đội của chị thì chị nghĩ rằng là chị sẽ giúp em được rất là nhiều điều. Chị cũng có thể hát được, chị có thể nhảy được, chị có thể dạy em những điều đó. Và trong tương lai chị còn làm rất là nhiều thứ.
chị cũng có điềm tĩnh. Đó, chị tìm hiểu em rất là rõ. Em trên Facebook có 54.000 mấy trăm follower đúng không? Instagram có 3.000 mấy trăm. Làm ai em ơi, hiểu em ai chị đó, cũng tìm hiểu hết. Mới nói cúp lời mà sao kỳ vậy? Ai chị cũng tìm hiểu hết từ nãy giờ. Luôn á, mới nói điềm tĩnh không cúp lời luôn á. Nhiều năm cùng làm việc với Tú thì Thùy cũng hiểu được tính cách của cô ấy. Đừng tin. Thôi. Tìm hiểu tất cả mọi người luôn. Chị nghĩ là nãy giờ là ba huấn luyện viên cũng đã tranh đấu rất là nhiều rồi. Và cái quan trọng của Thường nhất bây giờ là Thường cần phải tỉnh táo. Thường nên biết được là cái thế mạnh của mình là cái gì, vào huấn luyện viên nào sẽ phù hợp cho em. Chị sẽ không hướng về em và một ai hết. Chị muốn giữ cái sự công bằng đó. Nhưng chị đang muốn nhắc em, cái thế mạnh của em đó chính là một sự nét nhẹ nhàng, sự ngọt ngào, một cái gì đó thơ thơ. Và ở đây ai sẽ giúp em làm được cái điều đó bộc phát nhiều hơn? Nên team chị Tú chỉ còn có một người thôi. Team Kiều Lan, 3 người. Team của Hoàng Thùy hiện tại đã còn 4 người. Tú một khi đã dơ bản nghĩa là Tú bằng mọi giá cũng lấy được em. Hiểu không? Nhưng đi xa, đi lâu, đi dài là mình phải tỉnh táo. Cái khoảnh khắc em vừa mới đi đây á, chỉ biết là người Thái và đặc biệt là sân khấu Miss International Queen sẽ rất là thích em. Em là gu của người Thái, em có tồn tại được vào đến sau hay không? Thì cái sự lựa chọn bây giờ của em nó rất là quan trọng. Em cần phải rất là tỉnh táo trong cái khoảnh khắc này. Và huấn luyện viên nào có được em cũng sẽ là một cái báu vật, và đặc biệt là một cái ngựa chiến của cái cuộc thi này. Đối với bản thân chị á, chị rất là hiểu những cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt là những cuộc thi lớn ở Thái Lan. Họ rất là thích cách kiểu của Hoa hậu Hoàn Vũ. Chị đã từng đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Chị nghĩ rằng là có rất là nhiều cái kinh nghiệm chị muốn truyền cho một bạn nào đó trước khi chị rẽ hướng sang một cái hướng khác. Nếu em tin tưởng ở chị thì em còn học được rất là nhiều điều. Và điều đó là cái điều mà chị mong muốn nhất ở cái người kế tiếp của chị. Chứ chị không có tập trung rằng là bạn này sẽ tạo cái viral cho chị, hay là có một cái lượng follower nó lớn để có thể giúp chị tăng cái sự nổi tiếng. Chị đi lên chính là bằng thực lực của mình. Chị có rất là nhiều hướng đi trong tương lai. Và cái điều duy nhất chị đến với cuộc thi này là chị mang những hành trình của chị chuẩn bị cho Hoa hậu Hoàn Vũ truyền cho một bạn nào đó. Và chị biết cái gu của người Thái, người ta sẽ thích cái gì. Thì chị nghĩ rằng em sẽ học được nhiều hơn là mất đó. Em chị cũng có thi quốc tế đó. Ở đây ai cũng thi quốc tế. Đúng cả rồi em. Và đặc biệt cái gu của người Thái thì Loan là người tham gia cái cuộc thi mà do người Thái đề ra, đó là Miss Grand International. Điều quan trọng là người đã từng trải cái mới nhất nhưng mà Loan lại làm được trong khoảng thời gian rất ngắn. Vì sao? Vì Miss International Queen là một cái khoảng thời gian nó rất là ngắn. Bạn không cần những người có quá nhiều kinh nghiệm để truyền đạt, nhưng mà những cái kinh nghiệm mà người ta đạt được trong cái thời gian đó, nó tiện cận với thời gian bạn thi mới là cái quan trọng. Huấn luyện viên cũng đã nói rất là nhiều rồi. Em sẽ có 20 giây sau đó đưa ra quyết định của mình. Em chọn lưng. Em đi sau lưng nha. Em đi em sau chọn lưng đi nha. Ra sau lưng. Em đụng vô ai đó, tùy em. Lượn qua lượn lại xíu nha. Hồi hộp quá nè. Trời ơi. Tú à. Là trong lúc lúng túng thì em cũng đã quên mất là trong nhóm đã có rất nhiều đối thủ mạnh, giống như là chị Vũ Thu Phương, rồi chị Chân Đài, rồi có cả vừa mới đây á, là Châu Kim Sen, rồi cả Candice Lai nữa. Thì tất cả mọi người đều là đối thủ nặng ký và rất là giỏi. Nhưng em nghĩ thì với em thì cái màu sắc của em thì cũng khá là khác biệt với các bạn. Thì em nghĩ khi mà chung một nhóm thì mọi người sẽ học và hỏi nhau nhiều hơn. Và em nghĩ là với tài lãnh đạo và chỉ dẫn của chị Tú thì chắc chắn là năm tụi em sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu ạ. Mảnh ghép cuối cùng của team Minh Tú. Và hôm nay xong team nha. Tú thành hình rất sớm nha. Không rush. Ráng mà giữ người ta nha, chọn cứ đã vô. Nói chung là chị sẽ xem em sẽ làm gì với Mộng Thường và những thí sinh còn lại.